hiện nay thời thời tiết rất là khó chịu và nắng nóng nhiều, mà càng ngày nhiệt độ càng tăng cao thì mình cảm giác trong khi mà những tia cực tím chiếu vào da mà bạn không có bệnh có bảo vệ thì một thời gian nó sẽ gây những ảnh hưởng sâu sắc vào da, ví dụ như là thay đổi kết cấu da này, thứ nhất là thứ hai là dễ ung thư da này. Thật, nếu khi mà mình đi ra ngoài đường ngoài thì bảo vệ chăm sóc làn da mình thì thật sự rất là có lỗi với làn da. Đầu tiên mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về bao bì của sản phẩm. Bao bì thứ nhất đây mình vừa gần cho các bạn thấy bao bì của sản phẩm, nó có hai màu trắng và tím, màu trắng tím rất là nhẹ nhàng và bắt mắt. Các bạn cần phải lưu ý khi hiện nay trên thị trường thì sản phẩm Manobagi có những tem để bên nhà sản xuất để tránh hàng giả, hàng nhái. Và khi bạn đặc biệt khi bạn đến với Covid Shop, bạn mua một sản phẩm kem chống nắng 50ml, bạn sẽ được tặng một tip 15ml dùng thử và nhỏ gọn, bạn có thể bỏ vào túi khi đi chơi, đi du lịch. Ở đây mình sẽ review vào bên trong. Hiện tại thì trên mặt bao bì in gồm những gì? Hiện tại bây giờ đây bạn có thể thấy đây là chỉ số SPF. Chỉ số SPF là thước đo giờ trung bình làn da được bảo vệ và của kem chống nắng khoảng tia UV. Hiện nay thì chỉ số SPF là 50 cộng. Bạn có thể thấy năm cái sản phẩm dành cho da dầu, và những người mồ hôi dầu, dành cho mồ hôi dầu. Đây là sản phẩm chống trôi đặc biệt chống trôi là vì sao? Vì trên sản phẩm này là cộng SPF này là sản phẩm chống trôi, có thể bảo vệ làn da đến 97%, 97.5%. Còn bên này là chỉ số PA cộng cộng cộng. Đấy, chỉ số PA cũng là chỉ số về khả năng chống nắng, chống các tia UV có trong tia nắng mặt trời. Đấy. Hiện tại thì bây giờ mình sẽ mở vào bên trong để các bạn cùng theo dõi. Ở phần bên trong thì các bạn thấy đấy, nhìn những dòng chữ bố trí của người ta cũng rất là thanh thoát và nhìn rất là nhẹ nhàng. Các bạn lưu ý nhé. Khi mua một sản phẩm thì nhất định phải có một cái tem của hãng ở đây. Các bạn nhìn đây là một tem. Nếu khi mà các bạn cảm thấy khi mà các bạn mua sản phẩm này không có tem hoặc là tem đã bị rách, đây là những sản phẩm đã được hàng giả hoặc là tem rách đã mở ra để sử dụng, thì các bạn không nên, là các bạn hãy chọn lựa cho mình một sản phẩm nguyên đai để uy tín hơn. Các bạn có thể đến với Covid Shop và tí mình sẽ để link và số điện thoại ở dưới phần comment, các bạn có thể tham khảo. Sau đây mình sẽ review cho các bạn về thành phần bên trong. Thì với kem chống nắng Manobagi này, đây các bạn có thể thấy đây là kem chống nắng dạng kem rất là mịn, cảm giác các bạn xem. Rất là mịn, các bạn có thể thấy đặc biệt. Và đây kem chống nắng ở đây mình thấy mũi ra tay cảm giác nó rất là mịn và nó dạng như cái sữa chua. Sau đây mình sẽ bôi lên các bạn theo dõi xem độ đấy. Theo mình được biết thì đây là một sản phẩm chống trôi dành cho da dầu, đặc biệt là những người có làn da dầu ấy. Đây là sản phẩm kiềm dầu rất là tốt, được công nhận là một sản phẩm bán chạy trên các shop của Hàn Quốc, và hiện nay hiện tại về Việt Nam cũng được rất nhiều lượng lớn các bạn trẻ tin dùng. Với mình cũng là một shipper ấy, nên thường thường là ngày mình đi ra ngoài rất là nhiều, nên cần phải có những những dòng kem sản phẩm chống trôi này, vì ra ngoài bạn chỉ cần với thời tiết hiện nay bạn chỉ cần ra ngoài khoảng một phút thôi là bắt đầu mồ hôi của bạn nó bắt đầu túa ra rồi. Nếu như sản phẩm khác, nếu mà không chống trôi chẳng hạn, các bạn chỉ cần ra ngoài thôi một lúc là đã trôi sạch những cái sản phẩm kem sản phẩm chống nắng rồi, thì lúc đấy cũng không còn cái tác dụng gì để bảo vệ cho làn da nữa. Đấy, sau khi bôi các bạn sẽ cảm
mình gắp ra mình rất là mềm và căng bóng, làm thế nó là bóng. Đặc biệt cái sản phẩm này là không nâng tâm này. Bởi vì sao thì thật sự nhiều bạn trai sử dụng cái sản phẩm này rất là ái ngại về cái nâng tông thì trông như đánh phấn, thì nếu mà mình cảm thấy đấy thì nó cũng đây là sản phẩm không nâng tông và kiểm dầu rất là tốt. Thật sự thì với mình thì khi mình ra ngoài đường đi nhiều và mình có mồ hôi dầu thì đây là lựa chọn rất là tốt, lựa chọn đầu tiên của mình. Thì thật sự trong với cái nhà nâng tông chúng mình thì ra đường nên có một chiếc này trong ba lô một túi để tránh gây tổn thương da và cho làn da đẹp đấy ạ, cho làn da đẹp để tự tin hơn khi đứng trước những người phụ nữ. Đừng nghĩ là đàn ông không chăm sóc da, đừng coi thường. Vì làm sao, vì bây giờ sự bây giờ biến đổi khí hậu và thay đổi rất là nhiều, chúng ta cần có những động thái bảo vệ trước cho bản thân. Hôm nay thì tranh thủ review với các bạn sơ qua về cái phần này. Thì thật nếu có thời gian nhiều mình sẽ review kỹ hơn cho các bạn về những sản phẩm khác. Bye bye, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào.